4 giờ tôi nghỉ vì chưa tắm rửa nó, tôi chạy rước nhau này. Cháu đi học mà, tới giờ tao chờ chạy rước. Tôi rước về đây đúng 4 bữa nè. Thì tôi chưa kịp đổ xe nó là thằng cháu ngoài chạy ra đấy. Ở ngoài ngoài mẹ con té xe trên kia nặng lắm. Đó. Mấy thải rồi con vô đây ngoài chơi lên. Nó chạy lên tao gặp nó nằm là coi như rồi không muốn nhất giờ. Nhắc tới là chú rất là xúc động luôn. Xót xa quá trời luôn. Dạ Thái mến chào quý bà cô chú đang xem trên kênh của Sức Sống Mới nha. Thì hiện nay thì Thái đang có mặt tại ấp Long Hậu, huyện Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp để chia sẻ cho quý bà cô chú về một cái câu chuyện rất là đau lòng. Ở đây thì trước mắt của quý bà cô chú đây là cái ngôi nhà của chị Nhung. Thì theo bà con ở đây chia sẻ, chị Nhung hằng ngày là làm cái công việc là bán vé số. Thì vào ngày 9 tháng 11 là 2 ngày trước thì chị Nhung có bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn. Thì cũng đang trong cái tình trạng rất là nguy kịch luôn. Đó thì hiện nay thì bác sĩ đã chạy rồi thì hiện nay là đang làm giấy tờ để mà chuyển chị Nhung về đây để mà chuẩn bị làm đám. Thì cái câu chuyện này như thế nào thì bây giờ Thái mời quý bà cô chú cùng đồng hành với Thái vào phía bên trong nhà để gặp gỡ gia đình để hiểu hơn về cái câu chuyện này nha. Dạ Thái xin mời quý bà cô chú ạ. Bao giờ đây mà bốn giờ tôi đi chạy nước cái này vừa tới nhà bốn bữa nghe được bao nó tay như vậy chạy ra tôi thấy nó chết rồi tôi lắc đầu vậy tôi hốt có điện như sao hốt tôi vào ngoài lòng chạy chuyện xe lát chạy cái chuyện thôi mình tốt chú thì giờ cũng đang xúc động quá cô chú chị coi như là có nghĩa là chị ấy đi bán vé số rồi chị ấy tự té luôn hả chú dạ và thì chị ấy có bệnh gì không chú nó thiếu máu nó chóng mặt rồi á dạ thiếu máu chóng mặt ha đây là hai đứa con của chị á hả hai đứa bà đấy là bà ba đứa ha ừ. Đứa con trai lớn của chị là năm nay bao nhiêu tuổi rồi 14 tuổi con là bao nhiêu tuổi con 10 tuổi ha còn em năm nay là con học lớp mấy rồi năm nay là chị á là chị đi bán vé số là chị đi xe máy hay sao chú máy chị nói là bán đồ văn chỗ mình đi bán ở Hòa Long rồi chạy về Lấp Giò bán Vĩnh Thạnh bán mấy rồi rút được chỉ số dạ thì nói chung là một ngày á là với em đi bán được mấy trăm giờ chỉ số đó rồi để nuôi sống ba đứa con chồng cũng đi làm kho thì để kiếm tiền thì để về nuôi con nghĩ là thì bạn có ăn anh cho em hỏi là mình như thế nào là chị à đây như anh ở trong xóm là gần nhà đây thì thấy nó khó khăn quá rồi này kia rồi bây giờ mình phải gan cố gắng đó hôm qua giờ nó đi vô chưa trở về là cũng rất là buồn lúc đây á anh cũng lên về treo rồi như quả tép nó lên tuyết nhung bây giờ là ba của chị Nhung á cũng đang
chưa có hiểu lắm về cái câu chuyện này thì anh cũng là một cái người hàng xóm ở đây á, anh có hiểu rõ về câu chuyện của chị Nhung. Nói chung á là cái trường hợp á là cái câu chuyện mình không hiểu, mà là cái trường hợp á là như Nhung á đi bán số về rồi nghe té bất ngờ vậy thôi là chuyện đi thôi, chứ mình không biết được cái gì hết. Thấy ông út là cũng như nói là trong mặt thì như té thì thôi, chứ mình tính té là như vậy nhẹ thôi, chứ còn phải biết là để ra như vậy. Chỉ có cái kiểu như cái tiền sử các căn bệnh gì ở trong mình không? Tại cũng yêu máu bị nhồi máu, mình nói dụ là bị chóng mặt hoài, thường chóng mặt lắm, bị thiếu máu ha. Nói chị gì đó, nói chung ở đây từ đây rồi với Nhung á hoàn cảnh cũng khó khăn lắm, mấy cháu rồi đây gia đình đây mất nuôi nó ở trên phố á. Tới ngày mà nếu đi rồi đấy, rồi ông xã hay gì đó đi tránh hết rồi, ở đây là hiệu quả lắm, ở đây sống điều chỉ lại đây dụng dẹp rồi đốt điện sẵn thôi, chờ về nghe nó chết rồi thôi là trở về thôi, chứ giờ cũng biết sao. Có nghĩa là khi mà chị mà bị té như vậy là đưa vào bệnh viện ở Lai Dung đây đúng không anh? Sao đấy? Rồi sau đó là họ cũng kiểu như họ trả về chuyển đó. Chuyển về Dạ Gậy, lên chuyển đi chuyến đường lên Dạ Gậy luôn. Dạ. Giờ hiện tại là nằm trên Dạ Gậy. Thì chị là bán vé số hàng ngày, còn chồng của chị thì làm chồng chị là làm bốc vé, nghe làm kho hàng ngày á, thu hoạch được cũng không được nhiêu, là cái vụ bữa được vài trăm, bữa là qua bánh có thì có thì không nữa, thì hoàn cảnh thì cũng khó khăn. Rồi vậy còn nuôi mấy cái con gì đó rồi sớm kiền, còn già ổng tư á là ổng già, mà cái công trình này á vô cũng nhờ anh em để anh em giúp đỡ ổng, cho ổng để ở để làm để cho sinh sống thôi, chứ già già làm được cái gì á, thì anh em ở đây thương thì ổng vô mình hộ nhau với cái chuyện nhau nhẹ ăn nhọc gì á anh em làm hết, còn để cho chú Tư á cũng là chuyện nhẹ chút, là để tiền chăm sóc cho mấy cháu còn khó khăn lắm. Dạ anh ơi, cho em hỏi là khi nào mới đưa chị Nhung về đây để làm hồi sự hả? Nghe nói là bây giờ hiện tại bây giờ chưa có sắp xếp sao nữa, nếu đêm hôm á hôm qua nói 3 giờ mà giờ nói lại là 3 giờ sáng nữa còn làm sao, chờ giấy tờ là để sắp xếp. Nghĩa là mình còn trục trặc giấy tờ như này là cái vụ ngoài giấy tờ để bên cái giấy thôi, cái giấy chứng minh á. Dạ. Đó, rồi giờ là hết hạn á, rồi làm chưa kịp là để xả để chứng để gửi lên đó là mới như mới về đây được, chứ ở đây ai cũng sốt ruột hết. Mình cũng để oxy khi nào về tới đây là mình mới rút ra đúng không? Đúng. Rồi ở đây là có gì đèn đồ á, cũng nhờ anh chị ở đây giúp đỡ cái chuyện này. Tôi nói về nó không nói nữa đâu, tụi nhập với em tụi lắm. Con cái già mà cho em về gì mà nó mất nó giàu đau lắm thiệt. Đây cũng là một cái người anh hàng xóm mà cô chú chị anh hàng xóm có giống cuộc gặp đau lòng ở xuống giường. Con tên gì? Bé tên gì ông ngoại? Đó, em tên gì? Thiên Lý. Ủa, sao con khóc? Nãy giờ nói gì bé khóc hả? Biết rồi. Bé nó biết mà. Lớn là biết rồi bé. Anh hai con đâu? Con ở trường con học giỏi không ha con? Học giỏi ha.
Chúng cho con hỏi là ngày mai chị về là bên mình là cũng có nhờ bên chú Tấn Sang là hỗ trợ đưa về đúng không chú? Dạ bên rảnh rồi chưa cái chú gì điện cho cái chú nào ở trên đó bên học từ thiện á giúp đỡ đó. Dạ. Rồi nói là thiếu giấy tờ rồi lo giấy tờ xong cho rồi kêu chụp hình điện thoại gửi lên gửi lên phó giám đốc không chịu gửi lại cái mộc đỏ mới chịu có giấy mộc đỏ mới chịu ha. Bởi vậy không mấy là về từ giờ rồi. Dạ, phải gỡ giấy lên cho anh 3 giờ sáng mới tới trển. Dạ, có lẽ thì 3 giờ sáng tới trển thì chị có về hay không, chắc con người cũng chiều hả chú ha? Cái chiều ngày mai á. Coi như giấy tờ là trong hết trơn rồi, chỉ còn đổi giấy ở dưới này, ở Vui Tăng này xác nhận là ở đây với sơ hộ nghèo rồi ở đây là lên trển là bây giờ mà còn đó mới chịu. Hồi nãy thấy chú xúc động quá thì con cũng chưa có kịp hỏi để mà chú có thể là chia sẻ lại cái nguyên nhân như thế nào khi mà chị Nhung bị tai nạn á, chú có thể là chia sẻ lại cho quý bà cô chú trong nước và ngoài nước được nghe không chú? Bà thằng á thì tôi mặn đây nè 4 giờ tôi nghỉ chưa tắm rửa nó tôi chạy rước nhà này cháu đi học mà tới giờ tao chờ về rước tôi rước về đây đúng 4 bữa nè thì tôi chưa kịp đổ xe nó là thằng cháu ngoại chạy ra đấy ngoài mẹ con té xe trên kia nặng lắm đó mấy thải rồi con vô đây ngoài chơi lên nó chạy lên là gặp nó nằm là coi như rồi không nhúc nhích giờ. Cái sự việc nó xảy ra hồi nào chú không biết nữa, mình không hay nữa. Ý là cái ngày mà chị ấy bị tai nạn là cái ngày nào? Bữa 16 là ngày hôm kia ha. Ngày kia 16 mình đó nha. Là 4 giờ rưỡi chiều là chú chạy ra ngoài đó là chú thấy là chị ấy đã nằm ở ngoài 4 đó rồi. 4 giờ rưỡi là tôi hay rồi chạy lên dạ. Nó nằm đâu rồi, máu khô rồi. Máu khô rồi. Rồi sau đó là ai là người đưa chị ấy đi ly bệnh viện? Thì có mình tôi cho tôi chở được. Dạ. Mới có gặp mà thằng em cái bên này ra chạy lên gặp. Nó là tôi mới mượn nó tôi nói thôi mày chạy. Rồi đỡ mượn người ta đỡ Nhung lên xe. Rồi tôi ngồi sao tôi ôm. Dạ. Gác 2 giờ Nhung lên xe. 2 giờ kia nó chạy ra Hòa Long. Dạ. Qua ngoài chơi được 15 phút rồi là chuyển lên xe đét luôn. À, chuyển lên xe đét rồi sau đó là người ta sẽ chuyển lên xe đẩy luôn. Nó quay ra xe đét rồi là xe đét bắt đầu là chuyển xe đẩy. Dạ. Mà xe đét chạy đó, nó xe đét chạy thẳng đó. Dạ. Nó chuyển về xe đẩy cũng chết rồi. Mà còn nó còn tác thì vợ chồng nó chơi qua chồng nó ghé qua đi ra thôi giờ chuyển đi ba còn nó còn tác rồi ba về ba con mấy đứa con đi là hàng ngày chị Duyên đi bán vé số là bắt đầu đi từ mấy giờ tới mấy giờ mới về chú? Thì có bữa thì 5 giờ bữa 4 rưỡi không gần đi bán sáng thì đi sớm dạ. Rồi bán hết thì gì à là cái bình thường á chị Nhung lãnh là khoảng bao nhiêu tờ bán chú? Bữa bán có 200 tờ 200 tờ nữa. Nếu bán vòng vòng đây nếu mà dưới quê này là 200 tờ thì cái số lời nó được khoảng bao nhiêu chú? Rồi có 220 ngàn 220 nha vòng vòng đó dạ. Ăn uống nữa còn chồng của chị Nhung thì công việc của ảnh là làm gì chú? Nó làm kho gạo bên xe rác á dạ rác mà nó cũng cỡ này thắng nước cũng một bên quá bữa có bữa không bữa chạy qua không có hàng rồi chạy gì dạ. Chú cho con hỏi là mà khi chị Nhung á té thì nó qua va chạm cái bộ phận nào mà dẫn tới chị đầu qua tới thì lỗ tai còn chảy máu không đấy chảy máu không chảy máu lỗ tai có nghĩa là chú ra ngoài thì chú nghe người ta nói là chú nghe mấy người mà chứng kiến nói là chị Nhung là chạy là tự té hả chú? Dạ. Có nghĩa là chị bị chóng mặt hay gì đó. Chóng mặt. Là chị chạy rồi tự té là đập đầu vô xuống đường. Rồi sau đó là bị chấn thương rồi bất tỉnh. Đó. Chị Nhung mà đi bán vé số thì di chuyển bằng cái gì đi vậy chú? Xe gắn máy. Xe gắn máy. Xe gắn máy đi hả? Khi mà bị vậy thì người dân họ điện hoặc họ về cho gia đình mình. Nó điện công an xã vô. Cho sao đâu biết rồi nhà đình này đó công an xã vô công an xã vô á rồi nhờ mấy
chứ em nó đi bẻ nó gom gì á, thấy vậy nhớ giống con nhung con của tư của vậy mấy gì về cho hay. Dạ. Không biết có té hồi nào con không biết. Chú phát hiện ra là mấy giờ chú? 4 giờ rưỡi rồi tôi mới nhận được tin rồi chạy chạy ra là nó 4 giờ rưỡi chiều. Ngày hôm kia. Ngày 16 tôi nghe là ngày 9 tây á. Nhìn nghe là cậu Tư ổng là đương làm với mấy tôi luôn làm hồ á, làm hồ công trình đó cái khu tư này đó, rồi ổng táo quạ lên ổng mới chạy vô tổng thôi. Chị Nhung là con thứ mấy của trong gia đình chú? Thứ ba ha. Chú có bao nhiêu người con lận? Ba đứa là chị Nhung là người thứ ba. Là còn một người Úc với mà người chị thứ hai nữa. Người Úc hồi nãy là người thứ hai nữa. À là chị hai. Mới điện cho tụi nó hay. Dạ. Là trong mấy căn nhà này là thằng Úc. Có bao nhiêu người sinh sống trong căn nhà này? Trong nhà thì với Nhung, dạ. Với thằng Úc nãy, với mấy đứa cháu, với bà. Dạ. Hiện nay thì hiện nay thì cái tình hình của chị Nhung ở trên trển mình có biết như thế nào không chú? Hầu như đó là đúng là trở về chiều bữa nay chiều tay đấy rồi nè. Nó điện về, điện lên thì con nó gửi điện về nói ba ơi, bác sĩ nói là vợ con xấu quá à, cha đi rồi. Dạ. Bây giờ chưa rút oxy ra đi á. Có nghĩa là bây giờ là vẫn chưa rút oxy? Chưa rút oxy. À, nhưng mà bác sĩ có nói là có cứu được không chú? Không. Không cứu được. Bác sĩ cứ nói thẳng là chạy rất luôn mà. Chạy, có nghĩa là bây giờ là chị ấy là chỉ đợi chè chở về đây. Rồi sau đó là sẽ cho gia đình gặp rồi sau đó là rút oxy không chú? Mà nó không có mở mắt được ra, không có cửa, coi như là nó chết hết 90% rồi. Dạ. Hiện tại quá, bây giờ đau lòng. Trong bệnh viện thì ai ở trên đó với chị? Chồng nó. Ở hiện nay thì có một cái cơ sở nào hay là cái gì đó có lo cho cái phần di chuyển về không chú? Dạ, hồi chưa có mấy chú cũng như chú nhà có lại đây có điện cho cái chú gì ở trên Sài Gòn á. Dạ. Rồi ở chỗ đó chảnh á là nếu ấy là chợ xác cũng gì. Dạ. Rồi về phía Áo Quang thì như thế nào chú? Áo Quang thì về tới đây mới tính chứ giờ mình chưa có tiền cho. Vẫn chưa có. Dạ. Chưa có một cá nhân nào hay là một cái nhóm nào mà hỗ trợ cho gia đình mình ha. Dạ. Bây giờ ở đây thì cũng là chính quyền địa phương. Nếu mà chạy ở đây không có thì chính quyền địa phương đi ra mới xin một cái hàng từ thiện. Dạ. Rồi thì coi như người giúp mới vậy. Dạ. Rồi ở đây mình có đất gì không chú? Không. Rồi khi mà đem chị Nhung về đây thì mình sẽ an táng ở đâu? Tính thì mà thiêu nó, nhưng mà chị nó nói con nó còn nhỏ. Nhắc tới là chú rất là xúc động luôn. Xót xa quá trời luôn. Tính thiêu không mà mấy chị nó không chịu, chị nó con nó còn nhỏ, nó chạy về bên thông dông bên á, xin một chỗ cho nó nằm. Dạ. Mà ta cho mà chỗ đó người ta lấy cốt rồi. Dạ. Bây giờ mình nằm ngay chân chỗ đó rồi. Quá trời xót xa. Ngoại cũng đừng khóc, bé nó thấy ngoại khóc nó khóc theo nè. Hôm đó bị tai nạn tới giờ tôi có ăn cơm nước gì, giờ lo đủ thứ chưa?
có nghĩa là trước đó thì chị Nhung cũng không có bệnh gì hết chú. Chỉ là chị ấy chạy xe rồi chị ấy bị chóng mặt rồi chị ấy tự té luôn ha. Lâu lâu giờ cái vợ vợ là chú cái sự xui rủi rào mà còn nghĩ chút không phải à vậy đó. Cái sự xui rủi nó ập tới với chị đó, bây giờ chị đã ra đi rồi để lại ba đứa con mà gia đình này cũng rất là khó khăn luôn với bà cô chú. Rất là khó khăn bởi vì vì cái mưu sinh đó, cho cái gia đình, nhưng mà không may thì chị ấy lại đột ngột ra đi. Nó thì để lại ba đứa con, thì đây là cái đứa con giữa, nó bé rất là thông minh kháu khỉnh luôn, nó thấy ông ngoại khóc thì bé cũng không thể nào cầm được nước mắt luôn á. Nhìn thương ông ngoại lắm, dỗ ông ngoại á, bé đang dỗ ông ngoại quá trời xót xa luôn. Như là nói chị 37 tuổi, chị Nhung 37 tuổi. Dạ, vẫn chưa tìm được, có thể là nghĩ thôi. Nói gì nói, chú cũng cố gắng lên để mà ăn uống nè chú. Để mà khi chị ấy về có thể là không, chị ấy cũng không có thấy mà chú đau lòng như vậy đâu. Nếu mà chị ấy thấy chú đau lòng như vậy thì chị ấy cũng không có an tâm mà để mà ra đi được. Thì cái câu chuyện thật là sự là đau lòng luôn á, giống như là kẻ người đầu bạc mà tiếng kẻ đầu xanh vậy đó. Đó là khóc cô chú. Quá trời xót xa luôn quý bà cô chú. Con ơi, con tên gì con nói cho cô chú với lại ông bà ở đây nghe được không? Con tên An Nhiên. An Nhiên. Rồi An Nhiên, con muốn nói cái điều gì gửi đến ông bà trên cộng đồng mạng không? Con có mong ước cái điều gì không? Để dành cho mẹ con á. Con nói đi con. Nói gì con? Con mới nói. Này con nhìn đây, con mạnh dạn con nói nè. Con nhìn mạnh dạn nói nè. Để ông bà xem được, ông bà sẽ giúp đỡ cho mẹ con nè. Nói con. Con mạnh dạn con nói lên đi. Nói đi. Cũng như là con có cái mong muốn gì, con có cái ước mơ gì với mẹ con. Nó con khổ, mẹ con chết, rồi không có tiền. Con nói đi. Con nói cho con mẹ đi. Nên. Bé không biết nói. Có thằng thân dữ hơn cái thằng bị dâm bánh vậy. Bên bánh là thằng cháu. Ở đây em luôn. Hết thì nói luôn. Không xảy ra quà chứ. Không vui. Dạ. Quá trời xót xa luôn với bà con chú ơi. Mới đây thằng cháu bánh nó đầu trở về để em đây. Chào Giang Anh. Bé có đi học, bé học lớp 5. Con học lớp 5 hả con? Chú bé học lớp 5 đó. Cái địa chỉ ở đây đi chú. Ấp Long 12. Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Tân Tháp. Số nhà 483/4. Coi như là tiếng cụm dân cư á. Mai trở về thời gian nữa đây, mai trở chị Nhung về gặp mặt các con làm cưới á, như là không có nghe chúng nói là 3 giờ sáng mới giấy tờ mới lên tới tầng đó, thì có khả năng là đầu giờ chiều hoặc chiều mai mới về được tới đây á. Quá trời xót xa luôn quý bà cô chú ơi. Dạ chị Kiều Loan ơi, hoàn cảnh này là Lan Dung đồng tháng. Bán cái số ra đi. Đi vô nhà. Ừ. Đi vô nhà chơi với em đi con. Hoàn cảnh này thì cũng có liên hệ với mấy anh em đó bà cô chú. Cũng có liên hệ với mấy anh em để mà xuống đây để chia sẻ cho cái hoàn cảnh của chị Nhung. Thì Thái cũng xin được tóm tắt lại cái câu chuyện này như sau. Thì vào ngày 9 tháng 11 thì gia đình nhận được cái thông tin là chị Nhung, chị bán vé số á, bất ngờ là bị tai nạn. Thì theo bà con chứng kiến nói là chị Nhung là chạy xe là tự té. Sau đó là chị ấy được đưa vào bệnh viện. Thì bác sĩ nói là không thể cứu được. Thì gia đình đã đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy và hiện nay thì bác sĩ cũng chạy luôn rồi. Nên là gia đình đã
liên hệ với mấy anh em đến chia sẻ để giúp đỡ cho hoàn cảnh. Thì hiện nay thì gia đình rất là khó khăn. Thì hàng ngày chị Nhung đi bán khoảng 200 tờ giấy số, còn chồng thì đi bốc vác với bà cô chú. Thì bây giờ chị Nhung đã ra đi rồi thì để lại cho gia đình lại là ba người con. Thì đứa lớn thì 14 tuổi, đứa nhỏ thì 11 tuổi và đứa tiếp theo nó là 2 tuổi. Thì hai cha mẹ già nữa. Rồi là chú với cô thì cũng rất là lớn tuổi rồi, cũng không có làm gì ra tiền, khó khăn. Thì Thái cũng rất là mong qua cái video này thì cũng nhận được sự yêu thương. Hiện nay thì gia đình cũng chưa có tiền để mua áo quan với bà cô chú. Thì sẵn qua đây thì nếu mấy bà cô chú có thương thì hãy hỗ trợ cho chị Nhung một cái áo quan. Thì mong rằng khi mà cái video này được chia sẻ lên thì nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người. Thì hiện nay là cái chị Nhung vẫn còn nằm ở trên bị chợ gãy, lo giấy tờ. Nếu mà lo xong thì ngày mai thì tầm khoảng chiều gì đó thì chị Nhung sẽ được đưa về đây. Sau đó là gia đình sẽ cho con cái được gặp mặt, rồi sau đó là sẽ rút ống thở với bà cô chú. Đó thì Thái sẽ cập nhật cái câu chuyện này sẽ gửi đến quý bà cô chú tiếp theo tục đó nha. Và bây giờ thì Thái cũng xin cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi cái video này. Thái cũng xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà cô chú ở clip sau ạ.